Chim xin mến chào tất cả các bạn nhỏ thân yêu. Ngày hôm nay, chị sẽ giới thiệu với các em một món đồ chơi tô màu mới rất là xinh nè. Wow, đây chính là bộ đồ chơi tô tượng thạch cao. Rất là đẹp phải không nào? Các bạn nhỏ thường hay mua tượng ở trong nhà sách này kia đúng không? Và những cái đó nó không có tặng kèm màu. Riêng bộ đồ chơi này, khi mà chúng ta mua nó sẽ có một cái bức tượng thạch cao như thế này. Và tặng kèm 5 hộp màu. Đó, 5 hộp màu nhỏ gồm đen, đỏ, trắng, vàng và xanh dương đậm. Rất là xinh. Tượng thì nó có rất là nhiều kiểu khác nhau để cho chúng ta lựa chọn. Đây chính là bộ đồ chơi tô tượng thạch cao của thương hiệu Starkid. Đây là một thương hiệu đồ chơi an toàn. Đó, được nhập khẩu từ Thái Lan cho nên là các bạn nhỏ đừng lo sợ. Đây, xuất xứ từ Việt Nam. Còn thương hiệu này là của Thái Lan nhé. Đằng sau này có một bảng pha màu. Chúng ta sẽ dựa vào đây để từ 5 màu cơ bản mà có trong bộ đồ chơi này chúng ta sẽ pha ra rất là nhiều màu khác nhau. Ok, bây giờ chị Kim xin sẽ mở ngay ra nhé. Rồi, đây chính là bộ đồ chơi tô tượng thạch cao. Thì cái tượng thạch cao này chị Chim xin chọn là hình con bạch tuộc. Ngoài ra còn có rất là nhiều mẫu khác nhau để cho các em lựa chọn nhé. Á, đằng sau này có đóng dấu mộc của Starkid nè. Nhưng mà nó bị lem mất rồi. Chị sẽ để bên này. Đây là 5 hộp màu. Màu nước nha các em. Wow, rất là đầy luôn. Không hề vơi. Các bạn nhỏ, chị nghĩ là tô nó sẽ dư luôn á. Ở trên nắp hộp cũng có in chữ Starkid nè. Quá đẹp. Rồi, để đây nha. Tặng kèm cho chúng ta một cái cọ tô màu như thế này. Nhưng mà chị Chim xin vẫn chuẩn bị thêm một ít cọ để tô. Ngoài ra chị chuẩn bị thêm cái khay để pha màu. Thương hiệu có hình ngôi sao rất là dễ thương, Starkid. Các em muốn mua có thể gọi điện thoại tới số 0979086789 nhé. Và bây giờ chị Chim xin sẽ bắt tay vào việc tô tượng hình chú bạch tuộc này đây. Lúc nãy chị Chim xin cũng quên chưa giới thiệu với các em. Ở mặt sau của cái bộ này nó sẽ có những cái hình. Đây là những cái hình mẫu cho các bạn nhỏ dựa vào đó để chúng ta tô. Hoặc là có thể tự sáng tạo ra tùy theo ý thích của mình nhé. Và đây là hình của chú bạch tuộc. Chị Chim xin sẽ tô theo hình chú bạch tuộc này nha. Rồi, đây là chú bạch tuộc. Và để pha ra được màu tím thì chúng ta sẽ phải sử dụng cách pha màu. Đó chính là màu xanh dương và màu đỏ kết hợp với nhau. Lấy một ít màu xanh dương. Rồi, sau đó là một ít màu đỏ. Nè, vậy là chúng ta đã có màu tím rồi nè các em. Nếu mà các em muốn cái độ tím nó nhiều hơn thì có thể sử dụng thêm màu đỏ. Rồi, ok nhé. Bây giờ chúng ta sẽ tô bạch tuộc bằng cái màu tím này. Tiếp theo, sau khi đã tô xong con bạch tuộc màu tím rồi thì chị Chim xin sẽ pha màu cam.
À, màu da thì các em sẽ sử dụng màu trắng nè, và một chút xíu màu đỏ thôi nha, một chút xíu thôi, để chúng ta sẽ pha ra một cái màu. Ít màu cam nữa, màu vàng. Hơi đậm rồi. Hơi đậm thế này thì chúng ta sẽ lại cho thêm màu trắng. Okay, và bây giờ chị Chim xin sẽ dùng cái màu này mà chúng ta vừa mới pha để tô phần cái phần râu của bạch tuộc nha. Ở đây có cái phần râu đằng trước này nè. Đây chị Chim Sinh sẽ sử dụng màu đỏ để tô những cái chấm xúc tu và cũng như là cái thanh rong biển ở bên này. Ở dưới biển thì những cái rặng san hô hay là những cái rong biển nó có rất là nhiều màu sắc ha. Đây tô màu đỏ. Bây giờ là chúng ta sẽ pha màu xanh lá cây, cho một ít màu xanh dương thôi. Rồi cho thật là nhiều màu vàng, tại vì cái lượng màu vàng nhiều hơn thì nó tạo ra màu xanh lá cây rất là đẹp ha. Các bạn nhỏ thấy chưa, đây là màu xanh lá cây, và bây giờ chúng ta sẽ tô cái phần rong biển ở phía dưới với cái màu xanh lá cây này. Tiếp theo chúng ta sẽ làm màu hồng nha. Màu hồng thì sẽ sử dụng màu trắng và một chút xíu xíu màu đỏ thôi. Đây chúng ta có màu hồng, tiếp tục tô. Tiếp tục chúng ta sẽ sử dụng màu vàng để tô một số thứ ở đây nhé. Bây giờ chúng ta sẽ pha màu nâu để có thể tô nhé. Đây là màu xanh lá cây lúc nãy còn dư, thì bây giờ các em sẽ cho vào đây thêm một ít màu đỏ nữa. Em thấy bây giờ nó chuyển sang tông màu nâu rồi nè. Muốn nâu sậm hơn thì các em cho thêm ít màu xanh dương vào nhé. Công thức của chúng ta là màu xanh lá cây cộng với màu đỏ nó sẽ ra màu nâu. Đây màu nâu, và chị sẽ sử dụng màu nâu này để tiếp tục tô ha.
tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ pha màu xanh nước biển để tô cái nền nha. Để tô màu xanh nước biển, chúng ta sẽ sử dụng nhiều màu trắng. Cái màu xanh mà người ta cho ở đây thì nó hơi đậm một chút xíu cho nên chị Chim Xinh mới pha ra ha. Và một ít màu xanh da trời, màu xanh dương đậm ở đây. Một ít thôi. Rồi khuấy đều lên nhé. Ok, và sẽ dùng màu này để tô nền nước. Vậy là chị Chim Xinh đã vừa tô xong bức tượng về một chú bạch tuộc đang ở dưới biển nè, có hòm rương, đó, kho báu, chú bạch tuộc màu tím. Và chị sử dụng rất là nhiều màu sắc. Chỉ với 5 màu cơ bản này thôi mà chúng ta đã có thể pha ra được rất là nhiều màu để tô đúng không nào? Hãy cùng ngắm nhìn lại thành phẩm của chị Chim Xinh nhé. Không quá khó đúng không nào? Và các em có thể mua cái đồ chơi tô tượng thạch cao này tại shop đồ chơi trẻ em 369 Phan Đình Phùng, phường 15, quận Phú Nhuận. Giá của một bộ như thế này nó cũng rẻ thôi. Các em có thể gọi điện thoại tới số 0979086789 để đặt mua và giao hàng tận nơi nhé. Nếu thấy video này hay, nhớ like video ủng hộ cho chị Chim Xinh và bình luận ở bên dưới ý kiến của các em nhé. Còn bây giờ, chị Chim Xinh xin chào tạm biệt các bạn nhỏ thân yêu. Hẹn gặp lại các em trong video sau. Chào tạm biệt các em.